ô tô dường nằm chở khách chui. Xe khang phát đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng hợp đồng giả tuyến Tây Ninh Tây Nguyên bị công an thành phố Bù Ma Thuột phát hiện chở 60 người trên 45 khách. Sáng 18 tháng 7, Phan Thống Nhất, 39 tuổi lái ô tô dường nằm khang phát chạy trên đường Hồ Chí Minh khi đến xã Hòa Phú thì bị lực lượng chức năng chốt kiểm soát dịch của thành phố Bù Ma Thuột yêu cầu dừng xe và khai báo y tế. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ô tô chở quá quy định 13 người, giấy tờ đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng xuất trình hợp đồng vận chuyển hành khách từ Tây Ninh về huyện Lắc. Có hợp đồng nhưng chưa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đồng ý, trong khi địa phương này đã yêu cầu ngưng các phương tiện vận tải. Tài xế nhất không xuất trình được giấy phép lái xe và khai nhận số hành khách trên được đón tại một số điểm ở tỉnh Bình Dương về huyện Rông Bông và Lắc. Nhân viên y tế đã thực hiện test nhanh COVID-19 tất cả hành khách và tài xế, Cảnh sát giao thông sẽ áp giải ô tô về huyện Lắc, trả khách rồi đưa phương tiện về tạm giữ, chờ xử lý. Trước đó, nhà xe Khang Phát cũng bất chấp lệnh cấm chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Lắc. Trong số hành khách này, có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nam bệnh nhân này sau đó lây cho một nữ điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện Lắc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.